Trong đó chúng ta thấy có một cái phần lo bass trầm 16 cm và chồng trên nó sẽ là một cái lo siêu trầm. Siêu trầm đây anh em. Đấy, siêu trầm này 5 cm. Và người ta hay gọi là lo đồng trục tại vì cái bass bên trong và cái bass bên ngoài là nó cùng chung một trục. Rồi lại là một cái em nữa để cho anh em có thể chơi trong dịp Tết cũng như là rộn ràng trong ngày xuân. Giới thiệu với tất cả anh em, đây là cái con Boombox đến từ thương hiệu của Toshiba có model là 8980, được sản xuất vào năm 1980, có cái giá xuất xưởng là 59.800 yên, tức là khoảng tầm 13 triệu đồng. Vào cái thập niên 80 á, thì người Nhật người ta gọi cái con này là Boombox New 8. Cái Boombox thì em hiểu tại vì ở phía trước này nó có một cái chữ Boombox nè, đó là cái dòng máy liền khối để phục vụ cho cái phân khúc là người ta chơi ở ngoài trời, đặc biệt là dân dancer họ chơi và họ đem đi để nhảy múa ca hát vân vân. Ok rồi, nói về cái con RT8980 này thì em này có một cái điều đặc biệt ở những cái dòng máy khác không có, tức là em này trang bị đến 6 lo 16 cm và chồng trên nó sẽ là một cái lo siêu trầm. Siêu trầm đây anh em, đấy, siêu trầm này 5 cm. Và người ta hay gọi là lo đồng trục tại vì cái bass bên trong và cái bass bên ngoài là nó cùng chung một trục, và bổ sung thêm một cái lo chép nữa nằm ở phía mặt trên này. Chất âm của em này mang lại thì em không cần phải nói nhiều, em sẽ test để anh em có thể trải nghiệm, còn đối với em nghe rất là đã. Bạn ơi, quán hà xin cạn chén ly bôi. Ngày mai tôi đã đi xa rồi, thành đô lưu luyến chân bước chân tôi. Rồi anh em thấy là ở trên đây thì chúng ta có ba cái nút này, thì nút này sẽ là ba lăng, ngay chỗ này sẽ là chỉnh bass chép, và cái nút tròn này lớn hơn một tí nó sẽ là cái nút volume. Ở trên đây nó sẽ là cần gạt để chúng ta có thể chơi âm thanh, như âm thanh thì là âm thanh ste, âm ste này, âm thanh giả lập, âm thanh vờn, và cái thứ cuối cùng là âm thanh mono, và phần gạt là phần gạt chuyển đổi trạng thái radio. Được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp cũng như là các nhiều yếu tố mà nữ doanh nhân phải vận dụng cho phù hợp. Lợi thế của nữ doanh nhân trẻ là được kế thừa truyền thống của các thế hệ đi trước. Điểm mạnh của nữ lãnh đạo đó là sự nữ tính. Quyền sử dụng giấy phép lái xe khi điều khiển máy kéo, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ khi điều khiển xe máy tàu. Tôi mong rằng quý vị đừng bao giờ vi phạm, để không bao giờ vi phạm quý vị. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thưa quý vị và các bạn, trong lần đầu tiên xuất hiện và là một trong những ca khúc thuộc thể loại pop ballad được phổ cập khá rộng rãi, cũng có thể nói đây là một ca khúc rất thành công của Mạnh Quân. Kế bên hai nút play á, nó sẽ có hai nút cut này và cái nút tour này. Thì riêng đối với cá nhân em nhé, em sẽ không thích cái thiết kế này lắm. Một là thiết kế chung luôn,
nhìn nó sẽ đồng bộ hơn. Thứ nhất là đối với em nó không được đẹp. Ví dụ cho ta bấm play đi ha. Rồi chúng ta sẽ bấm nếu mà chúng ta đè một cái gì và thả ra, còn nếu mà muốn giữ thì bấm đè đây. Đấy. Thì nó đến một cái bài hát mới, nó sẽ tự động dừng. Đó là cái khả năng tua băng nhớ bài. Đấy. Sorry, để em gạt xuống cái phần băng cassette. Tua băng nhớ bài. Về cái con 8980 này thì nó trang bị cổng line-in, line-out, đồng thời là có thể kết hợp thêm loa để anh em có thể sập sình trong dịp Tết. Yeah.